Vâng, chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà thực hiện và hack hay là dò tìm một cái mật khẩu wifi xung quanh nhà bạn. Tại vì bây giờ thời gian bây giờ là người ta đặt mật khẩu hơi bị nhiều, đúng không nhỉ? Cho nên mình làm sao để mà hack được mật khẩu kia thì đó là một vấn đề. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phần mềm mới trên thực hiện trên iOS và Android. Thì các cái hình thức thực hiện thì tương tự như nhau. Các bạn có thể là làm theo cách của mình. Ở đây mình thực hiện trên iOS của iPhone, và các bạn sử dụng Android thì cũng có thể là thực hiện làm theo các bước của mình ở đây. Thì đầu tiên các bạn vào Apple Store, và mục tìm kiếm các bạn nhập vào Wi-Fi chùa. Mình ăn nhầm rồi. Mục tìm kiếm các bạn nhập vào Wi-Fi chùa. Wi-Fi chùa. Đây nó đang xếp đây, Wi-Fi chùa miễn phí. Tức là dùng Wi-Fi miễn phí đấy. Ở đây. Các bạn sử dụng cái Wi-Fi chùa có ba dấu gạch gạch như thế này. Đấy. Được. Các bạn đào về. Trước hết thì các bạn cứ đào về đó. Thì phần mềm này không không nặng lắm, cho nên các bạn có thể là thực hiện đào về bình thường. Ok, sau khi mà đào về rồi thì các bạn open ra. Và ở đây thì phần mềm nó hỏi các bạn là Wi-Fi chùa muốn gửi cho bạn thông báo, là các bạn cứ ok đi. Rồi, và nó yêu cầu các bạn là đăng nhập tài khoản Facebook hoặc là không. Ở đây mình bỏ qua đăng nhập tài khoản Facebook nhé. Bạn sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị không cần luôn, đúng không? Mình bỏ qua cái thằng này. Bỏ qua, kích vào đó. Và các bạn Wi-Fi cho phép Wi-Fi chùa truy cập vị trí của các bạn. Thì các bạn cứ ok thôi, cho phép hết, đúng không? Rồi, sau khi mà cho phép rồi thì bắt đầu nó sẽ search cho các bạn đấy, vị trí gần nhất là wifi, là mật khẩu là bao nhiêu, và nguyên lý làm việc của phần mềm này là như nào các bạn có biết không? Tức là nó sẽ search ra những cái wifi mà được chia sẻ mật khẩu ở gần bạn nhất, và yêu cầu các bạn là cần phải bật cái GPS lên, tức là dịch vụ định vị của điện thoại lên. Và khi mà nó tìm ra rồi thì các bạn chỉ cần kích vào đây để xem mật khẩu này. Mật khẩu gần nhất là bao nhiêu, mật khẩu mới, xem mật khẩu mới, quay lại đi. Tức là ở dưới này là người ta viết mật, một cái khóa, biểu tượng một cái khóa mà không có mô. Rồi mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ở đây no money no use, đều nói thế thôi. Thì VIP là 1 6 2 1 9 9 7, 16 tháng 2 1 9 9 7 đấy. Rồi DD VKR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy. Thì đây là các cái wifi mà gần bạn nhất, trong cái phạm vi gần bạn nhất thì là nó sẽ hiển thị cho các bạn cái vị trí cũng như là mật khẩu của wifi. Các bạn chỉ cần vào đây rồi kích vào kết nối ngay là được. Đấy, kết nối ngay. Nếu mà không được thì là các bạn vào xem ở đây là phạm vi của nó là đang ở đâu. Đấy. Nếu mà phạm vi gần, các bạn search ở vị trí này này. Đấy, xem các cái list trên sách này wifi ở đây. Rồi các bạn trở về cài đặt. Cài đặt vào mục Wi-Fi, đồng thời là tìm chọn mạng, nó điện thoại nó tự động chọn ra. Ở đây chỉ có là một Wi-Fi duy nhất là phòng V412, cho nên là mình không nói nữa. Còn nếu mà các bạn ở gần các cái vị trí này này, nhưng mà các bạn ở gần các cái vị trí mà có wifi này này, thì các bạn bây giờ đã search được wifi rồi, vị trí của các bạn là search được wifi, nhưng mà những cái wifi này là nó không nằm trong phạm vi, cho nên là mình bây giờ không thể kết nối được, chưa thể kết nối được.
tương đối là hay đúng không? Ngoài ra thì còn có là chức năng kiểm tra mật khẩu độ sóng rồi là khám phá như thế nào, cái này không cần thiết đúng không? Rồi ngoài ra là còn có cái tài khoản này. Tài khoản thì các bạn có thể thực hiện là sign in Facebook, tức là đăng nhập cùng với Facebook ấy, và mời bạn bè này, lịch sử đối tượng này, và đặc biệt cái chương trình này là có một cái hay là có lịch sử đối tượng, tức là các bạn nếu share mật khẩu nhiều thì người ta sẽ gửi cho bạn các cái món quà đấy, các cái món quà mà theo cái công lao của bạn bỏ ra để mà share mật khẩu. Phần mềm này tương đối là đơn giản, thì các bạn chỉ cần vào đây rồi search cái wifi nào nằm ở trong phạm vi của các bạn mà được chia sẻ thì nó sẽ hiển thị ở đây, và tương đương với bên dưới là mật khẩu, bên trên là tên wifi. Sau khi mà các bạn biết mật khẩu rồi thì vào cài đặt và nhập vào cái mật khẩu kia thôi đấy. Ví dụ TP-Link các bạn chỉ cần nhập vào mật khẩu, nhưng mà TP-Link ở đây người ta không chia sẻ cho nên là nó không hiển thị được ở đây. Đấy, cái này có một cái dở nữa là nếu mà mật khẩu mà không chia sẻ thì là mình không bao giờ biết được, không bao giờ hack được mật khẩu. Cái này không gọi là hack mà là chia sẻ mật khẩu, cho nên là phần mềm này có một cái nhược điểm là không trực tiếp hack được mật khẩu gần các bạn. Mà nếu mà cái wifi nào mà được chia sẻ thì các bạn mới có thể dùng được. Đấy, thì ok. Và đây là phương pháp hack. Như vậy, tương đối là đơn giản. iOS và Android là như nhau. Vâng, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn của mình về cái phần mềm Wi-Fi chua. Ok, chào các bạn.